Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của Gia đình Tarot. Hôm nay xin mời mọi người cùng với mình cùng đập hộp một chiếc túi sách mới mình vừa mới mua được vào dịp tháng 4 này. Đây là một cái thương hiệu túi được sáng lập bởi một người phụ nữ người Hà Lan và có cửa hiệu đặt tại Barcelona, Tây Ban Nha. Thì thương hiệu này cũng khá là mới, mình cũng mới biết gần đây thôi. Và khi mình search trên YouTube thì mình chưa thấy cái bạn người Việt nào review về cái túi này hết. Và mình cũng khá là thích cái kiểu dáng của nó, cho nên là mình đã order trực tiếp từ Tây Ban Nha về. Bây giờ mình cùng mở chiếc hộp này ra nha. Đây, khi mà nhận được thì cái hộp nó như thế này, được vận chuyển trực tiếp từ Tây Ban Nha về. Và trên website thì có ghi là mình sẽ có thể vận chuyển free ship, vận chuyển miễn phí trên toàn thế giới luôn. Khi về Việt Nam thì mình sẽ ngoài cái tiền túi mà mình đã thanh toán ở trên website thì mình sẽ phải thanh toán thêm thuế nhập khẩu và các chi phí khác nữa. Thì cái này họ vận chuyển qua DHL thì bên đó họ sẽ đại diện cho mình để thanh toán những cái phí này. Thì đây là những cái giấy tờ liên quan mà họ để bên ngoài cái hộp nè. Đây, cái hộp mở ra thì nó sẽ như thế này. Đây, trong đây là có cái túi của chúng ta nè. Ngoài ra thì còn có thêm cái tấm thiệp cảm ơn từ người sáng lập của thương hiệu này. Thì thương hiệu túi này có tên là Iriate. Đây là tên của thương hiệu túi nha mọi người. Đây là tên của thương hiệu túi nha. Thương hiệu này thì do một người phụ nữ người Hà Lan sáng lập ra và đặt cửa hàng ở Barcelona. Đây là cái túi đựng trong một cái dust bag như thế này. Thật ra thì mình nhận được cái túi này cũng vài ngày rồi và mình đã lấy ra để dùng thử xem là nó có tiện dụng hay không, rồi nó có những cái ưu nhược điểm nào. Tại vì thực ra là cũng khá là háo hức á, cho nên là mình đã khui ra dùng trước. Đây, và chiếc túi của chúng ta đây có một kiểu dáng khá là cổ điển. Thực ra là khi mà mình nhận được cái túi này á, có một điều mình hơi thất vọng một chút. Đó là các bạn có thể thấy ở đây nè. Đây, trong quá trình vận chuyển á, thì nó hơi bị móp cái chỗ da này một chút xíu. Thì có thể là do cấn ở trong cái hộp á, cho nên nó bị như vậy. Và mình thấy là cái chất liệu da này nó cũng khá là dễ trầy, cho nên là mình đã dùng cũng cẩn thận lắm. Nhưng mà thật ra bữa giờ mình mới dùng có vài lần thôi thì mình đã làm trầy da một chút xíu rồi. Thì xíu nữa mình sẽ cho mọi người xem chi tiết nha. Cái chiếc túi này thì có tên là Book Bag. Nó được làm theo hình dáng của một quyển sách. Và ở đây thì mọi người sẽ thấy được là nó có cả cái gáy sách luôn, giống như là một quyển sách ở những cái thư viện của nước ngoài vậy đó. Cái túi này được làm thủ công hoàn toàn ở Barcelona. Chất liệu của nó là chất da bò và được nhuộm màu hoàn toàn là bởi màu thực vật nha. Cái này là theo cái mô tả mình đọc được ở trên website của hãng á. Cái form túi này nó khá là cứng. Và mình thấy là nó cũng khá là tiện dụng. Nhưng mà về cái chất da này thì mình thật sự là mình hơi thất vọng về cái chất da này. Tại vì nó khá là dễ bị trầy xước á. Thứ nhất là khi mà mình nhận được á, thì cái da nó bị lõm ở một số chỗ nè. Do vận chuyển để trong hộp á, thì mình không biết là nó cấn như thế nào mà nó bị như vậy, mặc dù là nó đã được đựng ở trong cái dust bag rồi. Và thêm nữa là mình mới sử dụng được hai lần thôi. Thì mình để ở trong cái cốp xe máy của mình á. Và là
túi sách thì nhiều khi mình cũng không có để ý lắm, mình cũng hay quăng trong cốp xe, thì mình không biết là nó cấn với những cái đồ ở trong cốp xe thế nào mà nó bị trầy như thế này, nó bị trầy mất một miếng da trên túi như thế này nè, thì nó làm mình khá là thất vọng về cái chất da của nó. Mình sẽ nói về cái việc vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam đi ha. Tại vì cái này cũng một vấn đề mà mọi người cũng khá là quan tâm đó. Tại vì khi mình đặt những cái chiếc túi ở nước ngoài á, mà họ không có ship về Việt Nam, thì mình phải qua trung gian, mình phải nhờ người xách tay về, thì nó sẽ tốn thêm cái chi phí á. Thì cái túi này mọi người hoàn toàn có thể đặt trực tiếp từ trên website được luôn, và họ sẽ vận chuyển miễn phí từ Tây Ban Nha về Việt Nam. Và cái túi này thì mình đặt vào ngày 12 tháng 4. Thì tới ngày 14 tháng 4 là họ đã bắt đầu gửi cái thùng hàng của mình cho bên DHL và sau đó chuyển về Việt Nam rồi. Tới ngày 21 tháng 4 là mình đã nhận được ở tại nhà của mình luôn. Thì tốn thời gian nhất chủ yếu là cái thời gian mà mình phải kê khai thông tin và chờ ở DHL họ làm thủ tục để thông quan ở sân bay Tân Sơn Nhất và đóng thuế cho bên vận chuyển để họ thay mặt mình họ làm thủ tục để lấy hàng ra. Thì tính ra cái gói hàng của mình thì từ lúc mà mình đặt cho tới khi mình nhận được á, thì là mất khoảng 10 ngày. Thì thời gian này cũng theo mình thấy thì cái thời gian vận chuyển như vậy là khá là nhanh. Trong cái tình hình dịch bệnh mà các chuyến bay thì bị cắt giảm nhiều như vậy mà họ vận chuyển khá là nhanh, thì mình đánh giá cái việc vận chuyển rất là tốt. Về giá tiền á, thì cái túi này mình mua là size medium, có giá là 328 euro. Và ngoài ra thì nó còn có size small nữa, thì giá nó sẽ rẻ hơn một chút. Và đây là cái giá này là mình đang được sale. Cái giá size medium này thì giá gốc của nó là 410 euro và hiện còn giảm là còn 328 euro. Tại vì gần đây mình ít sử dụng túi size small, mình hay sử dụng size medium hơn, cho nên là mình mua túi size medium. Cái dòng book bag này thì nó có tổng cộng là 4 màu, gồm có màu đen nè, màu xanh lá cây, màu mật ong, và màu này mình mua là màu nâu đỏ. Thì cái màu mà hot nhất của cái dòng túi này là mình thấy là màu xanh lá cây, ở cả size small và medium thì đều hết hàng luôn. Thì mình không thích màu xanh lá cây lắm, cho nên là mình chọn cái màu này. Thì cái này khi mà mình thanh toán bằng thẻ ở trên website á, thì cái giá trị của cái túi này á, là khoảng 8 triệu rưỡi, và cộng thêm 4% cái phí quẹt thẻ, phí thanh toán thẻ trên website của nước ngoài nữa, và thêm cái phí nhập khẩu, cái thuế nhập khẩu và những cái chi phí khi mà mình thông quan á, thì thêm là khoảng thêm được 1,1 triệu nữa. Thì tổng giá trị của cái túi này là khoảng 9,9 triệu. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem chi tiết cái túi này ha. Thì trên bề mặt của nó sẽ có những cái ô hình thoi như thế này đó, và ở đây là có, vì nó là làm theo giống như tựa theo cái kiểu dáng của cái quyển sách á, nên là nó cũng có gáy sách như thế này. Đây có một cái biểu tượng này. Và phía đằng sau thì sẽ có tên của hãng nè. Iriate. Đây là cái vết mà mình mới làm trầy. Cho nên là bây giờ chắc phải dùng cái túi này một cách cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Nếu mà có quăng vô cốp xe thì chắc cũng phải là đựng trong cái dust bag lại cho đàng hoàng hơn. Nếu mà có bạn nào có biết cái địa chỉ nào có thể spa túi được thì giới thiệu cho mình biết đi nha. Tại vì lần trước khi mà mình mua cái túi Maestra thì nó là cái chất da đó nó chống trầy, chống thơ nước, chống trầy, cho nên là mình dùng nó khá là vô tư, mình quăng tùm lum hết.
Còn cái túi này thì đúng là lần đầu mới trải nghiệm. Thôi, dùng túi hiệu mà đúng là phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng qua mới được. Ở đây là có một cái cài này có tên hãng thì mai mốt chắc mình sẽ gỡ ra thôi. Đây mình khá là thích cái dây này. Đó, nó có một dây vòng qua hết túi luôn. Và nó nối thêm một cái dây khác để mình có thể đeo chéo nữa. Đó, thì cái này nó có nút bấm nè, mình có thể điều chỉnh được. Và nó có hai cái khoen này để mình xỏ dây vào thì nó sẽ không có bị giống như những cái túi khác đó, nó cứ cái quai nó cứ bị chỉ ra đó. Đó thì mình không thích lắm, cho nên là dạo gần đây mình khá là thích cái kiểu túi có những cái quai như thế này. Và đặc biệt là cái quai này thì mình có thể gỡ ra và thâu cái quai ngắn lại. Đó, thì lúc đó là nó sẽ thành một cái dạng túi xách thôi, như thế này. Thì mình có thể sử dụng được là bằng đeo một bên vai nè, đeo chéo nè. Đó, hoặc là mình có thể gỡ cái quai dài này ra, và mình chỉ dùng cái quai ngắn thôi, thì mình có thể làm dạng túi xách hoặc là đeo vào tay. Đó, thì khá là tiện dụng và mình có thể đeo được rất là nhiều kiểu. Tại vì mình là một người mà thích túi là phải đeo được nhiều kiểu, dùng được trong nhiều trường hợp á. Thì mình khá là thích như vậy. Ở bên trong túi thì sẽ có cái tên của hãng ở đây. Và có một cái ngăn có khóa kéo. Dòng small thì nó sẽ không có cái khóa kéo này. Còn bên đây là trong lòng túi nè. Cái túi này chiều ngang của nó là 21cm, chiều cao là 15cm và bề dày là khoảng 7cm. Thì theo mình thấy là nếu mà với nhu cầu là mọi người đi dạo phố nè, đi chơi, hoặc là khi mình đi làm mà những bạn nào mà không có hay xách lỉnh kỉnh nhiều thứ thì nó đáp ứng khá là tốt và đầy đủ những cái món đồ mà mọi người thường hay sử dụng á. Thì đầu tiên là mình có một cái bóp như thế này. Cái bóp tiền của mình là nó cũng khá là mỏng. Đó, thì đây mình có thể đựng, đầu tiên là bóp tiền ha. Xong rồi một cái ví đựng thẻ của mình. Đây, cái ví đựng thẻ của mình nè, rồi tới điện thoại. Đó, thì đây là hầu như những cái mà ai cũng cần rồi ha. Đó, thì mọi người thấy là nó vẫn còn chỗ trống nè. Thì mình có thể đựng thêm được một vài những cái món đồ khác nữa. Ví dụ như là gel rửa tay. Xong rồi son, chì kẽ chân mày và khăn giấy. Đó, thì vẫn còn một chỗ trống này, có thể đựng thêm được một cái gì đó mỏng mỏng nữa. Ở đây thì mình thấy cái chỗ này để giống như là một cái nem cạc á ha. Ví dụ như mình có thể ghi tên của mình lên được nè, để chứng minh được là cái túi này là của mình, của ai thì mình có thể ghi tên lên được. Khá là dễ thương. Kiểu dáng khá là cổ điển, trên mặt thì nó có những cái ô hình thoi như thế này. Và cái mình thích đó là nhìn cái gáy sách như thế này nè, nó khá là hay. Mình vừa mới thâu cái quai, mình chỉ dùng cái quai ngắn thôi và gỡ cái quai dài ra rồi. Thì chắc là tương lai thì mình sẽ xách như này thôi. Thì mình thấy nó sẽ nhìn nó cổ điển hơn. Đó, thì mình có thể xách tay hoặc là xỏ vào tay như thế này. Nếu mà xách như thế này thì mình có thể đi tiệc cũng được nữa. Thì cái túi này á,
với cái mức giá là khoảng gần 10 triệu như vậy á, thì nó vẫn có những cái ưu điểm và nhược điểm. Thì ưu điểm thì mình có thể thấy là tiện dụng nè, cái size size medium như thế này thì mọi người có thể đựng được cũng kha khá đồ khi mà mình đi làm hoặc đi chơi, rồi có thể đeo được nhiều kiểu, kiểu dáng thì cũng rất là dễ dùng, dễ phối đồ. Và với cái mức giá khoảng 10 triệu cho một cái túi hiệu được làm thủ công hoàn toàn ở ở nước ngoài như thế này thì cũng khá là ổn. Chỉ có một cái nhược điểm lớn nhất là cái chất da nó khá là dễ trầy, cho nên là khi sử dụng thì mọi người phải cẩn thận thôi. Còn lại thì mình có thể dễ dàng đặt ở nước ngoài về nè. Thì mình thấy đó cũng là một cái ưu điểm. Thêm một lý do mà mình quyết định mua túi này á, thì ngoài cái kiểu dáng mà mình rất là thích á, thì cái người sáng lập của cái nhãn hiệu túi này là một cô người Hà Lan và đang sinh sống và làm việc tại Barcelona. Thì mình thì đã có thời gian học ở Hà Lan và mình xem Hà Lan giống như là một quê hương thứ hai của mình vậy đó. Cho nên là mình cũng muốn ủng hộ cho một cái người Hà Lan cũng đang lập nghiệp ở một đất nước khác. Ngoài ra còn một lý do nữa đó là khi mà mình mua túi mà túi hiệu á, thì mình khá là thích những cái mẫu túi mà những cái tên thương hiệu nó không có quá lộ liễu. Ý là nhìn bên ngoài thì mọi người sẽ không có biết được cái túi này là hiệu gì hết. Mai mốt mình sẽ tháo cái này ra luôn nè. Ngoài cái việc là cái thương hiệu này nó còn khá lạ đi, nhưng mà mình không thích cái nhãn hiệu mà trên bề mặt mà cứ ghi thẳng tên của thương hiệu á, thì mình không thích cái điều đó cho lắm. Thì ở đây cái thương hiệu này thì họ sẽ ghi cái tên ở phía sau nè, và ở bên mặt trong của túi. Thì giống như cái đợt mình mua cái Sanfra Maestra thì cái nhãn hiệu nó cũng ghi ở bên hông thôi, chứ nó không có ghi ở mặt trước của túi. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của Gia đình Taro nha. Và nếu các bạn thấy video này bổ ích thì hãy cho mình một like và share video cho những bạn nào có nhu cầu cũng thích túi giống như mình nè, có thể tham khảo thêm một kiểu túi mới và biết đâu thì các bạn có thể tậu về cho mình thì sao. Và hãy nhớ là đăng ký kênh, subscribe để ủng hộ Gia đình Taro có thêm những video mới nữa nha. Bye bye.